Như xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay, Như chia sẻ thêm một món tráng miệng ngon được làm từ lá dứa và nước cốt dừa, khá là thơm ngon và mới lạ luôn. Và món bánh này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Bánh khi ăn thì nó có cái mùi thơm đặc trưng của lá dứa và có vị béo béo của nước cốt dừa, rất là ngon luôn các anh chị ơi. Về cách làm thì Như mời cô chú anh chị cùng xem với Như nha. Giờ Như sẽ đi làm cái phần màu xanh trước. Thì ở đây Nhiên có là 100g bột mì, 100g đường. Và Nhiên cho vào đây thêm 2 muỗng canh bột năng. 2 muỗng canh này thì nó khoảng là 30g. Rồi Nhiên sẽ trộn sơ. Sau đó thì Nhiên sẽ cho tiếp cho đây là một quả trứng gà. Và cái quả trứng này thì Nhiên căng được là nó khoảng là 50g nha. Có trứng gà vào thì cái bánh của mình nó sẽ có cái độ mềm xốp hơn. Và mình cho tiếp vô đây là 200ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì Như sử dụng là nước cốt dừa vắt đó. Hoặc các anh chị có thể thay thế bằng nước cốt dừa lon hoặc là sữa tươi cũng được nữa nha. Giờ mình sẽ khuấy đều lên cho cái hỗn hợp nó đều lại với nhau. Mình khuấy cho hỗn hợp nó đều và nó tan hết như vậy là được. Giờ mình để ở đây. Trong lúc này thì mình sẽ đi qua làm cái phần màu lá dứa. Như cho vào đây là 2 muỗng canh bột năng và thêm 100ml nước cốt dừa, 100ml nước cốt lá dứa nữa. Nước cốt lá dứa này thì Như xay ra từ 5 cọng lá dứa tươi và 100ml nước lọc đó. Sau đó thì mình sẽ bắt lên bếp rồi mình khuấy lấy chùm ha. Lúc này thì Như sẽ để lửa nhỏ, Như sẽ khuấy từ từ cho đến khi nào cái hỗn hợp của mình nó bắt đầu nó hơi đặc lại như vậy nè, nó sệt lại như vậy là được rồi ha. Rồi mình sẽ cho qua cái hỗn hợp lúc nãy luôn. Rồi Như sẽ cho vào từ từ. Đây, mình khuấy cho hỗn hợp nó bắt đầu nó hơi sệt, hơi mịn là như vậy là được rồi nè các anh chị. Đấy, như vậy là xong cái lớp màu xanh này ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua làm cái phần màu trắng luôn. Và để làm cái phần màu trắng thì ở đây Nhiên có là 300ml nước cốt dừa. Nhiên nêm thêm vào đây 2 muỗng canh đường nữa và 2 muỗng canh bột năng để tạo cái độ sệt cho nước cốt. Và Nhiên dằn ra đây thêm chút xíu muối nữa nè để cho cái nước cốt nó được đậm đà hơn. Và mình cũng nấu y như là mình thắng nước cốt như thế các anh chị. Rồi Nhiên cũng để lửa nhỏ ha. Rồi Nhiên khuấy từ từ. Và mình nấu đến khi nào cái ống hầm nước cốt của mình nó bắt đầu nó hơi sền sệt như vậy nè. Đó, nó hơi đặc đặc thôi ha. Và như vậy là được. Lúc này thì Như sẽ tắt bếp luôn. Về cái khuôn thì Như sẽ dùng ở đây là những cái hũ bánh lăng. Như dùng những cái hũ nhỏ như thế này thôi. Và cái hũ này thì Như dùng nó có thể tích là khoảng 55ml đó. Hoặc các anh chị có thể sử dụng cái khuôn nào mà mình đổ cũng được. Trước khi đổ bột thì Như sẽ quét vào khuôn một ít dầu ăn. Để khi bánh chín thì khi mình lấy ra nó sẽ dễ hơn. Để gót bột cho nó dễ thì Như có sang qua một cái ca như thế này. Rồi Như sẽ gót từ từ cho qua đây. Theo Như thấy thì Như gót khoảng 2/3 hũ là được. Vì khi chín thì cái bánh của mình nó còn phồng lên nữa. Đổ lớp màu xanh xong, giờ Như sẽ đổ tiếp cái lớp màu trắng. Và cái lớp màu trắng này thì Như sẽ đổ ngay giữa như thế này. Hoặc nếu thích thì các anh chị có thể nấu cái phần nước cốt này riêng. Rồi khi mà bánh chín thì mình gửi nước cốt lên mình ăn cũng rất là ngon luôn các anh chị. Rồi như vậy là xong. Và bây giờ mình sẽ mang bánh đi hấp. Với món bánh này thì Như sẽ hấp trong vòng là 20 phút. Như sẽ để mức lửa nhỏ nhất nha. Với cái lò này của Nhiên thì Như sẽ để mức là 300 độ C. Trong lúc hấp thì mình mở nắp ra, mình xả hơi. Và mình sẽ lau sơ cái phần nắp như thế này nè. Để cho cái phần hơi nước nó không có ngớt vô mặt bánh đó. Bánh của mình nó sẽ được khô ráo và ăn nó ngon hơn. Bánh sau khi hấp được 20 phút thì bây giờ bánh đã chín rồi. Mình có thể kiểm tra bằng cái cách thử bánh ha. Khi mình kim cái tăm vào mà mình thấy nó không còn có dính bột nữa. Đó là như vậy. Vậy là bánh của mình đã chín rồi. Rồi lúc này thì Như sẽ tắt bếp ha. Rồi Như sẽ để cái bánh này cho nó thiệt là nguội luôn. Khi nào bánh nó nguội thì Như sẽ lấy ra cho các anh chị xem.
Bánh này như để nguội được vài tiếng rồi. Bánh này mà càng để nguội á, hoặc là khi mình cho vào tủ lạnh á, thì bánh sẽ càng dễ chắc hơn. Đây nè các anh chị, ha, bánh có màu rất là đẹp luôn. Bánh xúc ra rất là dễ dàng luôn. Ha, mình chỉ cần úp nhẹ thế này thôi là nó xúc ra. À, khi mình sờ vào á, thì Nhiên cảm nhận á, là bánh nó rất là mịn màng và nó rất là dẻo mềm luôn. Và món bánh này á, thì Nhiên cũng có làm thử với bột bắp rồi. Thì theo cá nhân của Nhiên á, thì Nhiên thấy á, cái bánh mà có bột bắp á, thì nó sẽ nghiêng về cái độ xốp nhiều hơn. À, bánh nó mềm xốp nè, chứ không có được dẻo dai và có xíu giòn như bột năng. Ăn vào á, là cảm nhận ngay được cái mùi thơm của lá dứa. Nó bùi bùi béo béo, tan ngay trong miệng luôn, ăn rất là ngon. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, sau vài phút chế biến thì mình đã có ngay một món tráng miệng, vừa thơm ngon vừa mới lạ cho gia đình. À, nếu có thời gian thì các anh chị hãy làm thử đi nha. Bánh ăn rất là ngon luôn. Và đến đây thì em cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và em xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau.